Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, phòng cảnh sát quản lý hành chính gọi tắt là BC06 công an thành phố Hồ Chí Minh đã giáng thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại trụ sở tiếp công dân BC06 từ ngày 29 tháng 3. Cụ thể, từ ngày 29 tháng 3, BC06 tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip tại trụ sở của đơn vị ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất để tăng cường nguồn lực cho công an thành phố Thủ Đức, các quận và huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo BC06, hiện nay Công an thành phố Thủ Đức và Công an 21 quận huyện đều bố trí tổ chức cấp căn cứ công dân gắn chip tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các điểm cấp căn cứ công dân lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Người dân có nhu cầu làm thủ tục cấp mới đổi lại căn cứ công dân gắn chip thì đến Công an thành phố Thủ Đức, các quận huyện nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cấp căn cứ công dân có gắn chip điện tử.